Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã tới với kênh của mình. Clip hôm nay sẽ về một dòng súng lục ở trong game. Đấy là PRM30. Nay chúng ta sẽ có một khẩu lục với lượng đạn là hơn 500 viên. Thì khẩu lục này bình thường nó cũng đã là 30 viên rồi, một băng này. Là khẩu súng ngắn và nhiều đạn thứ nhì sau trong đột kích sau khẩu Mark 10. Đấy. Khẩu Mark 10 là liên thanh, còn khẩu này là bắn phát 1. Con hàng này thì sử dụng đầu đạn 22, cái đạn 22. Và gọi là có khá là nhiều ưu điểm vượt trội để mà anh em có thể sử dụng trong chế độ zombie. Đấy. Thì phiên bản classic của con này không có trong cửa hàng, không có bán bằng GP mà chỉ có bán mở trong quả cầu may mắn, nhưng mà quả cầu may mắn nào thì tôi không biết vì giờ chỉ có những nick tân binh thì mới có thôi, những nick lâu đời thì không có khẩu này vĩnh viễn được. Khẩu này thì có rất là nhiều phiên bản, thì chúng ta đang tới cái phiên bản camo của nó, và chúng ta có những phiên bản như kiểu là ở server Việt Nam thì có những phiên bản như kiểu là camo này, phiên bản classic camo này, phiên bản CS 2020 này, phiên bản gọi là Leopard bán trong cửa hàng điểm, và phiên bản Black White camo đấy. Thì con đồ tôi chỉ sở hữu ba phiên bản, đấy là camo, Leopard và phiên bản vai camo, cho nên là tôi sẽ làm clip về ba khẩu này. Đấy, thì thực ra là giữa các phiên bản thì chúng nó cũng không có gì khác biệt, lượng đạn hay là các thứ nó y đúc nhau, nó chỉ là khác cái màu thôi, thực sự là không có chuyện là cộng thêm đạn cho phiên bản báu vật đâu. Và ok thì sau đây chúng ta sẽ nêu ra một vài ưu điểm cũng như nhược điểm của khẩu súng này. Thì đầu tiên phải nói là tôi đang nói trong chế độ zombie nhá, còn bắn người thì không nói đâu vì tôi không chơi. Trong zombie thì khẩu này có ưu điểm là nhiều đạn, tốc độ bắn rất là nhanh. Nếu anh em nào xài macro hoặc là ngón tay của các anh em nhấp nhanh thì khẩu này bắn chả khác gì khẩu súng máy đâu. Khẩu này lại có ưu điểm nữa là nhẹ, thay đạn cũng nhanh cơ, cho nên một khẩu súng chạy zom cực kỳ tốt, nhưng mà mỗi tội là bắn hơi mỏi tay. Còn nhược điểm của khẩu này thì là đàm yếu, cho nên là ở trong C4 thì chắc là con này ít được dùng, trừ khi không có khẩu súng ngắn nào khác thôi. Nhưng chú ạ. Còn đấu đơn lục thì ngày xưa thấy vẫn nhiều người dùng khẩu này, bởi vì là nó thực sự là nó là sao ta, thực sự là nó nhiều đạn, cho nên là khi vào đối phương bắn xong một một băng rồi thì chúng ta gọi là vẫn có thể đuổi bắn tiếp, vì khẩu này 30 viên lận. Những khẩu súng khác giỏi lắm băng đạn mười mấy viên là hết cỡ rồi, gấp đôi đấy, nên là có lợi thế rất lớn trong game. Còn zombie thì không phải nói rồi, tất nhiên là zombie thì khi trong zombie V4 khi mà được tăng đam thì khẩu súng này khá là lợi hại đấy. Đấy, và ok thì phiên bản camo này ngày xưa tôi nhận nó trong sự kiện đăng nhập vĩnh viễn, đăng nhập nhận 21 ngày nhận vào vĩnh viễn vào năm 2017, cuối năm 2017 nào, năm 2017 đấy. Còn phiên bản Leopard tiếp theo thì chúng ta sẽ mua theo ngày được ở trong cửa hàng điểm đấy, cũng rất là rẻ thôi, và cái điểm đấy free, cho nên là anh em có thể mua xài. Mà con này, con Leopard thì tôi cũng có vĩnh viễn thôi đấy, cũng là sự kiện nhận đăng nhập nhận quà hay sao ấy, không biết sao có nữa, chỉ biết là nó có một kho đồ thôi. Còn cây PRM30 camo Y kia thì
là tôi quay lấy con dao nhưng mà nó trúng cây lục. Thì ngày xưa không phải ngày xưa đâu, mà đợt đợt năm ngoái năm trước thì nó cho quả cầu free, cho nên là tôi mua tôi dùng thử đấy mà. Tôi quay cái thử ấy mà ai ngờ là dính cây lục, chứ tôi nó cho có 5 quả thì hy vọng cái gì, hy vọng trúng con dao thôi, chứ bộ đấy có cây lục, cây dao và cây 9A91. Nhưng mà mặc thôi, cứ có là dùng thôi, không chê gì cả đấy. Và nói chung tôi đã review qua ba khẩu lục trong dòng PLM30 rồi. Thì anh em xem giải trí và cho nhận xét nha. Còn gọi là review cây lục chạy dòm ngon nhất hành tinh rồi, sau Mark 10 thôi, chỉ thua Mark 10 thôi. Còn khẩu này là gọi là dùng anh em nhà nghèo được, anh em ít tiền, gọi là kinh tế có hạn thì mua khẩu này chạy dòm vẫn ok. Vì trong trận 2 phút thì chúng ta mấy khi mình dùng đến súng ngắn đấy, thì có 3Z thôi, chứ còn giờ thì tôi thấy mấy ông tân binh, mấy ông lập lại ác, ông nào cũng có một khẩu CBJ rồi. Khẩu đấy kích đạn ok, cho nên là đợi bắn hết đạn thì dùng cái lục này nữa thì cũng hết trận mẹ rồi. Đấy. Được, ok, chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Anh bạn à, thôi tôi chơi với anh bạn đây, đi chơi đúng không? Con mẹ nó sao nó đứng hồi xong nó chạy ấy như bị lạc trời. Anh đánh thì chứ đúng là thằng tem đi chim con. Chích nó mày. Hồi nãy khen mới khen mạnh, bây giờ khen yếu.
Getting hard to reach out. Haven't seen you in 3 times, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting for quite some time now. Just to see you again. And I've been counting down.